Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2012, tức là ngày mùng 8 Tết âm lịch. Thưa quý vị, thường như chúng ta nói là ở bên quê nhà ngày xưa cứ là tháng giêng là tháng ăn chơi. Thành thử bữa nay mới có mùng 8 Tết, nhà Việt Nam ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức một buổi hội chợ Tết tại trường Đại học Nova. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy đồng hương mặc dù rằng đã đi chợ Tết để sắm Tết và đón mừng xuân rồi, nhưng mà bây giờ qua Tết rồi lại cũng vẫn đông đúc những người đến để mà tham dự chợ Tết. Có rất là nhiều gian hàng, nhiều mặt hàng rất là đẹp và vẫn còn bán những sản phẩm của cho ngày Tết, chẳng hạn như bánh chưng, như là dưa món, những loại bánh khác, hoặc là hoa trái, những cái chậu hoa họ làm rất là đẹp. Thưa quý vị, và trong cái chương trình mà chợ Tết hôm nay cũng có cái phần văn nghệ múa lân ở tại phía bên trong, rất là ngoạn mục. Và một lát nữa đây lại có phần ăn trưa cho tất cả những người mua vé đến tham dự. Thưa quý vị, để thấy được những hình ảnh này thì chúng ta cảm thấy vui mừng là bởi vì mùa xuân ở tại quê người, nhưng mà cũng đồng hương cũng đã tìm lại được những hương vị, những kỷ niệm của ngày xưa bằng cách là tổ chức chợ Tết và kéo dài từ trước khi Tết cho đến bây giờ. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi thu được trong buổi chợ Tết hôm nay. Tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và an lành. Kính thưa quý vị, đây là ban tổ chức hội Tết
của nhà Việt Nam cũng giống như ban chấp hành của nhà Việt Nam. Xin quý vị xin một tràng pháo tay. Yeah.
theo mùa xuân nao nao, hơn tuyệt vời mùa xuân bên nhau. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đây chim tung cánh bay trên muôn cây.
phi rẻ là gì Ngọc Hoàng? Phi rẻ là F-I-R-E. F-I-R-E. Fire. Thái độ gì vậy? Các người khinh thường trình độ tiếng Anh của Ngọc Hoàng hả? Các người có biết là ta đã từng học ESL ở trường Nova không? Ngày xưa lúc ta còn đi học, ta nói tiếng Anh như gió. Thậm chí bây giờ chỉ cần một cơn gió bay qua là ta biết ngay có phải gió đến từ nước Anh hay không. Mà khi ta đi học, thầy cô và các bạn rất thích nghe ta nói tiếng Anh. Chỉ cần mỗi lần ta mở mồm nói tiếng Anh là y như rằng người ta khen ta một câu một. Câu gì? Can you say that again, please? Không biết là tiếng Việt hay như vậy. Con trình tiếp đi. Chúng thường xin lỗi Ngọc Hoàng vì để thường trình ngay lúc này. Kính thưa quý khán thính giả, trong buổi hội Tết hôm nay ở tại trường Nova do Nhà Việt Nam tổ chức, thưa quý vị, đương nhiên là phải có những người đứng ra để mà lo những công việc này. Nếu quý vị đến để mà tham dự hội Tết hôm nay, quý vị sẽ rất là ngạc nhiên và thích thú với những gian hàng rất đẹp, với những bình bông được mà những bàn tay khéo léo làm nên, hoặc là những thức ăn tới giờ này mùng 8 Tết rồi mà vẫn còn những hương vị của mùi Tết. Tất nhiên là chắc là cộng đồng ở đây muốn hưởng Tết suốt một tháng. Thưa quý vị, và sau lưng chúng tôi, nếu quý vị nhìn kỹ thấy bàn thờ được trang trí rất là đẹp và đặc biệt, phải nói rằng đặc biệt với hình bản đồ nước Việt Nam, và có cả những lư hương, có tất cả những hoa quả, và không phải là hoa quả mà để lên trên dĩa một cách tự nhiên, mà được trang trí theo những cái khéo tay của cái người mà có những cái đặc biệt để mà làm nên những cái dĩa trái cây chân nên rất là đẹp. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện với cái người mà lâu nay đã gánh vác Nhà Việt Nam. Cả hai vị sẽ chia sẻ với quý khán thính giả một vài cái công việc mà hai vị này đã phải chuẩn bị cho cái hội chợ Tết hôm nay. Dạ, em chào chị Nhị. Dạ vâng, xin chào chị Bạch Mai và chào quý vị khán giả. Chào anh Long. Dạ, kính chào Đài Truyền hình Việt Nam với Đài. Kính chào toàn thể quý vị. Thưa chị Nhị, em nhìn ở em giới thiệu không có đủ. Thành thử ra em xin chị nói thêm. Bây giờ để mình cho thấy cái bàn thờ mà em vừa nói để quý khán thính giả thấy một cái nét rất là đặc biệt. Quý vị nhìn thấy, chẳng hạn như là cái dĩa trái cây, quý vị thấy làm hình con phụng và hoa mai bản đồ. Thưa chị Nhị, xin chị cho em biết là bàn tay khéo léo nào để làm nên những cái điều này chị Nhị? Dạ thưa, bàn thờ năm nay được trang trí bởi rất nhiều người khéo léo. Điều thứ nhất là anh X đã làm cái hình bản đồ Việt Nam và trang trí toàn bộ cái bàn thờ. Nhưng mà cành mai á, thì là do Đoan Trang ở trong nhóm. Và cái hai con phụng á, thì là do chị Đào Thị Trí. Mặc dù hôm nay đi vắng nhưng mà cũng phải gửi con phụng tới với cái sự mà trang trí thêm của chị Kim Oanh cũng như là chị Yến. Chị mất bao lâu để chuẩn bị cho cái hội Tết hôm nay? Chuẩn bị cho một cái hội Tết này thì chắc cũng mất 4 tháng, 5 tháng. Thưa anh Long, tại sao mình đã Tết xong rồi? Tức là mình đáng lẽ ra mình làm vào ngày mùng 1 Tết hay là trong cái dịp mà mấy ngày Tết, bữa nay là mùng 8 Tết rồi. Nhưng mà mình lại có cái sáng kiến là làm ra cái ngày hôm nay. Thành ra đồng hương lại có dịp đến rất là đông và rất là vui. Thì anh cho biết. Thì vâng, Tết thì chắc mình phải ăn lâu một tháng trời là mới hết được. Tại có một tuần thôi, chưa có hết đâu. Với thứ hai là chủ trương bên Nhà Việt Nam với câu lạc bộ thì là hội Tết, không phải là chợ Tết, tại nhiều người không có bán hàng nhiều như cái mấy cái tổ chức khác. Thì họ, dạ vâng, cũng có tài sản cho mấy em thấy là những cái nền văn hóa, cái phong tục Việt Nam mình. Em thấy có chương trình văn nghệ rồi có cái buổi ăn trưa nữa. Thì như vậy thì nói qua cái chương trình văn nghệ với sự đóng góp của tất cả những ca nhạc sĩ trong vùng. Chương trình văn nghệ ngày hôm nay được sự đóng góp của rất nhiều các em sinh viên, học sinh cũng như các nghệ sĩ trong vùng. Tổng cộng lại thì chắc là lên tới 100 người.
Dạ, và trong cái những cái người mà lo cái phần văn nghệ đó thì có cô Kim Oanh ở đây. Dạ. Cô Kim Oanh nói qua về văn nghệ. À, dạ thưa, thiệt ra thì tôi cũng chung nó một phần nào, bởi vì các em bây giờ giỏi lắm rồi, chỉ nói qua một cái là các em có thể thực hiện. Thì có phải những y phục cái này kia thì mình có giúp một phần nào, mà rất là vui là tất cả các em đều chịu giữ lại cái gì dân tộc của mình. Sao hôm nay tự dưng mình mặc áo tím hết vậy nè? Thầy chắc là bây giờ tuổi mình là tuổi yêu màu tím. Không, tôi phải cãi là thế này nè. À, cái màu tím là cái màu màu đẹp, nhưng mà mình cứ là ở ngoài mình phải kín đáo, nghĩa là nhẹ nhàng. Màu tím là màu khiêm nhường mà. Không, với lại thật ra đó thì tôi mặc màu tím thì có lý do là tại vì cái bàn bán thức ăn đó, tượng trưng là Bắc Trung Nam. Thế thì mình cứ mặc phòng xa cái áo màu tím ra chuyện là mình là miền Trung, để trong khi chờ đợi nhỡ mà mấy chị người Nam, người Trung, người Bắc mà chưa tới dự thì cũng đã có một, chưa tới giúp thì đã có một cái. Nhưng mà nếu màu tím này là màu của miền Trung, dạ, của các thiếu nữ miền Trung. Nhưng mà bây giờ cô Kim Oanh mặc thì cô nằm vào trong cái miền nào, còn em thì miền nào đây? Không, tôi là thế này là để cho các em nó cũng bắt chiếc. Đây là nó hơi mới một tí xíu rồi, nó cũng là tím. Nhưng mà mình là cái kiểu này, cái kiểu thời Lô Mưa. Thời Lô Mưa là cái thời mà bà Nhu đó, nó nhiều kiểu nó đút từ trên xuống dưới này mà xẻ ra. Và bây giờ thì mình lại trở lại, bởi vì cái phục nào mà cái truyền thống nào vậy, có một thời gian lại lúc dài xong lúc ngắn. Thành ra cái này mình muốn trở lại cái thời mà Lô Mưa. Thưa trong cái sinh hoạt của hội Tết hôm nay đó thì đương nhiên là mình có vé vào cửa, nhưng mà chắc chắn rằng cái chi phí mà để mướn chỗ và lo đủ thứ hết là chắc nặng lắm phải không? Dạ. Ôi chị. Chi phí thì khá nặng. Nhưng mà cũng nhờ được các mạnh thường quân giúp đỡ chút, mỗi người một chút. Thật ra mạnh thường quân mà thứ lớn, tức là cỡ lớn mà cho mình nhiều tiền đó, thì không có bao nhiêu. Nhưng mà cỡ nhỏ đó thì bà con thấy cái công việc làm thì bà con yểm trợ tối đa. Thành ra cứ góp gió thành bão. Thành ra có những quý vị chỉ cho 20 đồng, 10 đồng, 30 đồng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì mình cũng tìm ra tiền để mà chi phí. Cái điểm nào mà đặc biệt nhất ở trong cái hội Tết hôm nay thưa anh Long? Dạ, đặc biệt đó hả? Chắc nhiều quá. Nhiều, chỗ nào cũng đặc biệt đó chị. Đặc biệt nhất là có những trẻ em, những em thanh niên sinh viên. À, mình muốn cho họ có tham gia vào và chính em làm nữa. Đây mình chỉ hỗ trợ các em thôi. Mà với mục đích làm giới thiệu các nhóm, các đoàn thể để họ có một cơ hội trình với cái đồng hương. Thì mình giúp hỗ trợ mấy em. Như vậy là một cái... Như vậy là một điểm tốt, tại vì bây giờ các bạn trẻ để tham gia vào coi như là để một cái chuẩn bị cho một sự chuyển tiếp phải không thưa chị? Thực ra thì tôi thấy tất cả quý vị lớn tuổi đều quan tâm đến vấn đề mà bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng mà theo tôi thì nếu mà không có sự tham gia của các em thì tất cả những sự mà mình cố gắng về bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam không thể thành công được. Thành ra cái vấn đề chính là chúng tôi làm cách nào để cho các em vui và các em đến với những cái công việc mà cả mình làm, và các em sẽ tiếp thu những cái điều mà mình muốn truyền đạt cho các em. Tôi phải nói thêm một lời là mình phải cảm ơn tất cả phụ huynh cũng chịu khó. Tôi thấy có những phụ huynh chở chuyên các em tới rồi đi tìm, tại vì có những người mà gọi đến tôi mượn áo mà đến nơi để mà thử nữa cơ. Thành ra chính ra đó, người phụ huynh trong cái trường quan tâm lắm. Thế nên mình mừng ở điểm mà các em đi sinh hoạt mà phụ huynh lại cũng quan tâm nhiều và lo lắng cho các em trong tương lai. Dạ. Sinh hoạt nhà Việt Nam sau cái hội Tết này thì trong tương lai có cái chương trình gì khác không thưa chị? Dạ, cái chương trình nhà Việt Nam thì sắp tới thì cũng nhiều việc lắm ạ. Cái mà gần nhất là ngày 24 tháng 3 thì có giới thiệu những cái cuốn sách của tủ sách Tiếng Quê Hương mới phát hành. Trong đó có một tác giả đến từ California là nhà văn Trần Phong Vũ. Rồi đến ngày 20 tháng 4 thì là một cái buổi văn nghệ và tưởng niệm nhà thơ Hà Bỉnh Trung, là người sáng lập ra cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn, cũng như là người san kỷ nguyên mới. Rồi còn nhiều nữa nhưng mà chắc để từ từ. Chúng tôi xin đại diện câu lạc bộ văn học nghệ thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn xin chúc Tết
quý vị khán giả được một năm mới, được mọi sự như ý. Dạ, thì em cảm ơn nha, chị Nhì, cảm ơn Long, cảm ơn cô Kim Oanh. Lâu lâu thì mình mướn chỗ thì mình làm có phải tiện hơn không? Nhưng mà thật sự thưa quý vị, nếu mà khi nào mình có cái nhà của mình mà các em có cái cơ hội mà gặp nhau thường xuyên hơn thì cái tình thân đó nó mới có thể nảy nở và các em mới có thể cảm thấy là các em gần gũi với nguồn gốc Việt Nam vì có dịp tìm hiểu nhiều, học hỏi nhiều. Còn nếu mà lâu lâu mình mới mướn một chỗ để mà mình làm thì chỉ để là tổ chức những cái hội Tết, hội lễ thôi và không thể nào các em có cơ hội mà sinh hoạt mà gần gũi nhiều hơn được. Do đó tôi thiết nghĩ là cái nhà Việt Nam là cái trung tâm sinh hoạt rất cần thiết cho người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Và cái điều đó nếu tất cả quý vị thấy là cần thiết thì quý vị thương cái câu lạc bộ văn học nghệ thuật, quý vị tiếp tay thì chúng ta mới có thể thực hiện được trong tương lai. Chứ còn nếu mà riêng như chúng tôi thì quả thật là tài hèn sức mọn, chúng tôi không thể nào thực hiện được nếu không có được sự ủng hộ và thương mến của quý vị. Cảm ơn chị Hồng Thủy. Dạ, xin cảm ơn chị. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị hình ảnh của buổi hội Tết tại trường Nova. Thưa quý vị, và những sự trình bày của tất cả những người mà đã có những công tác ở trong cái buổi sinh hoạt hôm nay cũng như là những người đã đang điều hành câu lạc bộ nghệ thuật ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, không biết là quý vị nghĩ như thế nào khi mà xem qua những hình ảnh của buổi hội Tết hôm nay, nhưng chắc chắn rằng quý vị cũng cảm thấy vui lây và cảm thấy rằng hương vị của mùa Tết vẫn còn phảng phất đâu đây. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.